Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, các lực lượng đúng quy định. Đơn vị cũng tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, phòng chống cháy nổ, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, quân đội. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn trong bảo vệ các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm quan trọng sắp diễn ra.